trọng tài viên Phạm Thế Tuyến, Nguyễn Xuân Hoàng. Xin mời anh đưa nước vào sới. Đã nhắc rồi nhá, nếu mà trong hai vận đô này mà đô nào ba lần chạy ra thì chúng tôi sẽ cảnh cáo đi nhá. Trọng tài chuẩn bị trận đấu tiếp tục. Ra ngoài và sơ sơ. Trận đấu tiếp tục. Xin mời các đô vào theo giải nhất do đô Nguyễn Đình Long của Hoài Đức đã giữ. Sau trận thi đấu của giải nhất nữ là trận thi đấu tiếp theo của giải tiểu đô. Mời hai đô, hai tiểu đô chuẩn bị trong chuẩn bị ngoài rồi. Trận đấu tiếp tục. Hai đô nữ thi đấu tích cực dẫn sới cho. Tôi đã thấy đô Cảnh ngồi trên sới rồi. Đô Đặng Ba Lan của Phù Đẩm đâu? Lại ra ngoài rồi. Trận đấu tiếp tục. Hai đô nữ thi đấu tích cực cho. Khán giả cho một tràng vỗ tay cổ vũ cho hai đô nữ thi đấu tích cực. Đúng là có được lực của khán giả với một đoàn cuốn quật sở trường với lối đánh tự do, với một đoàn cuốn đô Phạm Loan Hà Nội nhị thắng giải nhất. Khán giả cho một trang vỗ tay của vũ cho đô Phạm Loan 12 tiểu đô đã nhị thắng giải nhất. Mời trọng tài